Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên Bảo vệ Tổ quốc. Trong video ngày hôm nay, ta sẽ đi tìm hiểu về phần viết của bài Hai Bà Trưng mà cụ thể là sẽ viết về người anh hùng. Đầu tiên, ở bài tập thứ nhất chúng ta sẽ cùng đi viết đoạn văn về một anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết các con thân mến lịch sử dân tộc ta có rất nhiều những người anh hùng chống giặc ngoại xâm nổi danh chúng ta có thể kể tới đó chính là hai bà trưng đây là nhân vật các con đã được đi tìm hiểu ở trong bài đọc hai bà trưng rồi đúng không nào cô xin nhắc lại hai bà trưng tức trưng chắc và trưng nhị là hai nữ thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nhà hán tiếp đến chúng ta có thể kể tới thánh gióng thánh gióng hiệu là phù đồng thiên vương hay sóc thiên vương là một nhân vật trong truyền thuyết việt nam ông được xem là tượng trưng cho tinh thần chống ngoại xâm và sức mạnh của tuổi trẻ chúng ta cũng có thể kể tới trần hưng đạo tức trần quốc tuấn là vị tướng của nhà trần và ba lần chỉ huy nhân dân ta đánh bại quân xâm lược mông nguyên tiếp đến quang trung tức nguyễn huệ cũng là một người anh hùng chống giặc ngoại xâm nổi danh của dân tộc ta ông là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa tây sơn đánh dẹp vua lê chiêu thống chúa trịnh và chúa nguyễn giúp ta tiến gần đến công cuộc thống nhất việt nam đồng thời đánh bại quân xiêm và quân thanh xâm lược lập ra nhà tây sơn chúng ta không thể không kể tới đại tướng võ nguyên giáp ông là đại tướng đầu tiên tổng tư lệnh tối cao của quân đội nhân dân việt nam một trong những người sáng lập nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa và được đánh giá là người học trò xuất sắc và gần gũi của chủ tịch hồ chí minh và để có được đất nước thống nhất và độc lập như ngày hôm nay thì chúng ta không thể không nhắc tới lãnh tụ hồ chí minh người là vị lãnh tụ của phong trào giành độc lập của việt nam thời pháp thuộc là người sáng lập đảng cộng sản việt nam và là người khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa độc lập và thường được gọi là vị cha già của dân tộc, người đã dẫn dắt Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại quân xâm lược Nhật, Pháp và Mỹ. Vậy là vừa rồi thì cô đã cung cấp cho các con thêm những thông tin về những người anh hùng chống giặc ngoại xâm nổi danh của dân tộc ta, nhưng trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các con viết đoạn văn về anh hùng hai bà trưng bởi vì về nhân vật này thì các con đã được tìm hiểu khá là rõ qua bài đọc hai bà trưng rồi nên cô tin chắc rằng các con sẽ có được nhiều thông tin và hiểu biết nhất về hai người anh hùng này để có thể viết được đoạn văn về hai bà trưng thì đầu tiên chúng ta sẽ có một số gợi ý như sau trước hết các con cần chỉ ra được trong bài viết của mình người đó là ai đây là câu nhằm để giới thiệu nhân vật sau khi đã giới thiệu được nhân vật rồi thì tiếp đến các con chỉ ra người đó tài giỏi và có trí lớn như thế nào sau đó chúng ta sẽ chỉ ra công lao hoặc đóng góp của người đó đối với lịch sử của dân tộc tiếp đến các con sẽ nêu ra tình cảm của mình đối với người anh hùng đó là gì và cuối cùng để cho bài viết của chúng ta thêm sinh động hơn thì các con có thể gắn thêm tranh ảnh mà các con sưu tầm được về người anh hùng ấy vào trong đoạn viết Vậy bây giờ, các con hãy vận dụng những hiểu biết mình đã có về hai bà trưng và trả lời giúp cô bốn câu hỏi đầu tiên nhé. Chúng ta có thể trả lời những câu hỏi này để tìm ý cho bài viết như sau. Về người đó là ai thì chắc chắn rồi, đó chính là hai bà Trưng. Tài năng và trí lớn của hai bà Trưng được thể hiện qua việc hai bà rất giỏi võ nghệ và nuôi trí giành lại non sông. Công lao và đóng góp của hai bà Trưng đó là lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa đánh thắng giặc nhà Hán. Còn về tình cảm của chúng ta dành cho người anh hùng thì các con có thể lựa chọn những từ ngữ như là kính trọng, ngưỡng mộ là tấm gương về tinh thần yêu nước còn về phần gắn tranh ảnh thì ở đây là tùy thuộc vào các con các con có thể sưu tầm được nhiều tranh ảnh đẹp thì các con có thể nhờ bố mẹ in ra hoặc các con lấy ở trong sách báo và gắn vào trong bài viết của mình vậy đầu tiên với câu hỏi người đó là ai để các con có thể có được những câu văn giới thiệu hay nhất trong đoạn viết của mình thì cô sẽ giới thiệu với các con một số mẫu câu để mở đầu cho đoạn viết như sau đó là người anh hùng chống giặc ngoại dâm em rất ngưỡng mộ là hoặc một trong những vị anh hùng dân tộc mà em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ là cũng có thể là trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có rất nhiều anh hùng được sử sách ghi danh một trong số đó là hay ba chấm là vị anh hùng dân tộc <laughs> là vị anh hùng chống giặc ngoại xâm nổi danh của dân tộc ta vậy các con có thể tham khảo một số mẫu câu này sau đó thay tên vị anh hùng chống giặc ngoại xâm mà con muốn viết vào những chỗ trống như vậy là ta đã được câu giới thiệu cho đoạn viết của mình rồi tiếp đến với câu hỏi thứ hai đó là người đó tài giỏi và có trí lớn như thế nào thì chúng ta có thể viết như sau đó là tuy cha mất sớm nhưng nhờ sự dạy dỗ của mẹ hai bà trưng rất giỏi võ nghệ và cùng nuôi chi lớn giành lại non sông vậy tương tự nếu như khi chúng ta viết cụ thể hơn về ý nói về công lao hoặc đóng góp của hai bà trưng thì chúng ta sẽ viết như thế nào rất chính xác với ý này thì ta có thể viết thành một phần của đoạn viết như sau đó là nhờ tài năng và tình yêu nước tha thiết hai bà trưng đã đứng lên lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa đánh giặc nhà hán quân giặc hoàn toàn bại trận trước đoàn quân khởi nghĩa tướng giặc tô định ôm đầu chạy về nước đất nước ta sạch bóng quân thù và hai bà trưng trở thành hai vị anh hùng đầu tiên được lưu danh trong lịch sử nước nhà tiếp đến với ý là nêu tình cảm của chúng ta đối với người anh hùng thì các con lại tiếp tục giúp cô viết thành một phần hoàn chỉnh nhé. Ta có thể viết như sau, đó là em vô cùng kính trọng hai nữ tướng anh hùng của dân tộc và rất ngưỡng mộ tài năng của bà, hai bà Trưng là tấm gương sáng muôn đời về tình yêu nước và tinh thần dân tộc. Như vậy là chúng ta đã có được những phần hoàn chỉnh tương ứng với các ý cho bài viết. Cuối cùng ta chỉ cần lắp ghép các phần ấy lại là ta đã có được một đoạn viết hoàn chỉnh. Cô có đoạn như sau. Hai bà Trưng là vị anh hùng chống giặc ngoại xâm nổi danh của dân tộc ta. Tuy cha mất sớm nhưng nhờ sự dạy dỗ của mẹ, hai bà Trưng rất giỏi võ nghệ và cùng nuôi trí lớn giành lại non sông. Nhờ tình yêu nhờ tài năng và tình yêu nước tha thiết hai bà trưng đã đứng lên lãnh đạo nhân dân ta khởi nghĩa đánh giặc nhà hán quân giặc hoàn toàn bại trận trước đoàn quân khởi nghĩa tướng giặc tô định ôm đầu chạy về nước đất nước ta sạch bóng quân thù và hai bà trưng trở thành hai vị anh hùng đầu tiên được lưu danh trong lịch sử nước nhà em vô cùng kính trọng hai nữ tướng anh hùng của dân tộc và rất ngưỡng mộ tài năng của bà hai bà trưng là tấm gương sáng muôn đời về tình yêu nước và tinh thần dân tộc cô hy vọng qua những gợi ý của cô thì các con đã có thể hoàn thiện đoạn viết của mình về một anh hùng chống giặc ngoại xâm mà các con biết ngoài hai bà trưng ra thì nếu như các con có kiến thức có hiểu biết có thông tin về những người anh hùng chống giặc ngoại xâm khác của dân tộc thì các con hãy dựa vào đây và viết đoạn văn hoàn chỉnh về họ nhé vậy là chúng ta đã xong nhiệm vụ đầu tiên của bài học ngày hôm nay tiếp đến với nhiệm vụ thứ hai thì đó là giới thiệu và bình chọn những đoạn văn hay vậy làm thế nào để có thể bình chọn được những đoạn văn hay thì các con có thể dựa vào một số tiêu chí sau thứ nhất đó phải là một đoạn văn có đủ ý thứ hai đoạn văn chứa nội dung rõ ràng thứ ba trong đoạn văn có sử dụng những từ ngữ hay và thứ tư là các câu trong đoạn được viết chuẩn viết đúng ngữ pháp các con hãy dựa vào đây và cùng các bạn bình chọn ra những đoạn văn hay nhất nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.